giờ mình sẽ ăn thử nhá. Mời mời các bạn nhé. Đấy, ăn thử em ạ. Anh thấy ngon mà. Em thấy chát chát. Không, mà nó chát nhẹ thôi. Này, đúng dân tộc mình không biết ăn thật. Ừ. Mình hello, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình nha. Ngày mới mình chúc mọi người vui vẻ nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là lên trên cái cây sung này mọi người. Đó. Quả trên rất là nhiều. Và mình sẽ lên hái để mình lát mình làm sung nộm nha mọi người. Sung dầm nha mọi người. Tại vì mình thấy hai cô chú của mình ấy ở đây có quả nhưng mà hai cô chú không ăn đấy. Nên là mình thấy cảm thấy nó bỏ ở đây nó rất là phí nên là mình hộ cô chú ăn vài quả cho nó bớt đi. Và bây giờ mình sẽ lên trên cây và mình hái bất quả xuống cho mọi người xem nhé. Rồi mọi người cùng theo dõi video của mình nhé. Đây này mọi người, đây là mấy cây sung này mọi người. Quả nó rất là nhiều, bây giờ mình sẽ zoom gần cho mọi người xem này. Đó, mọi người thấy quả nó chưa? Đó, nhiều chưa? Đó. Rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ lên và mình hái nó xuống nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cầm máy quay và mình đi lên trên thang này nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ trèo lên nhé. Đấy. Cây sung này mọi người. Ui. Rất là nhiều con kiến này mọi người. Con kiến chó này. Đấy, lên khó phết mọi người. Ui. Một tay cầm máy quay với lại một tay leo trèo này rất nguy hiểm mọi người. Ui. Đó, mọi người thấy quả sung chưa? Ui, kiến nhiều quá mọi người ạ. Con kiến nhiều quá. Ui. Ui, kiến nhiều quá. Đó, mọi người xem. Giờ mình sẽ tiến hành mình bứt xuống nha mọi người. Ui, một tay cầm máy quay với lại một tay hái quả rất là khó luôn mọi người. Ui. Đây này, mình sẽ bứt cả chùm này nha mọi người. Đó. Đây này. Ui, nhiều. Đây này mọi người. Đó. Ui, nhiều kiến quá. Wow. Mình tranh thủ mình bứt nhanh nhanh và không con kiến nó cắn mọi người. Wow. Ui, con kiến nhiều quá. Adieu. Con kiến cắn mọi người ạ. Wow. Đi. Nhiều kiến quá mọi người ạ. Mọi người xem chân của mình này. Ui, nhiều con kiến này. Đó, mọi người xem. Đi. Mình bắt đầu bị nó tấn công rồi. Rồi đây nha mọi người, mình chỉ hái bằng này thôi. Wow, bây giờ mình bắt đầu xuống nha. Mình chuẩn bị xuống. Ui, nhiều kiến quá, mọi người xem này. Đó, mọi người xem chân của mình này. Nhiều kiến chưa? Adieu, nhiều kiến quá. Ui, bây giờ mình sẽ ngắt máy quay và mình đi xuống bên dưới nha mọi người. Giờ mình sẽ rửa qua nha các bạn. Nha mọi người nha. Giờ mình sẽ rửa qua. Sau là lát mình làm quả sung lắc siêu cay. Đây này anh xem quả đâu. Quả rất là nhiều này, này họ không ăn phí nhỉ. Này, này dân tộc của mình không biết ăn thôi. Người dân tộc của mình không hay ăn. Nói chung là không hay ăn. Này phải là mấy các bác ở dưới xuôi ấy, mọi người ở dưới xuôi ấy, mọi người mới ăn cái loại này. Còn ở trên này họ ít khi ăn loại này lắm mọi người ạ. Quả nào ra quả đấy luôn. Quả này còn hơi to đấy, nếu mà quả bé, họ bảo quả bé ăn hơn ha. Mình sẽ rửa qua này xong là mình thái thành đôi nha mọi người. Mình sẽ thái đôi này. Rồi, kén này. Bây giờ mình sẽ thái đôi ra nha mọi người. Đây này. Mình thái đôi xong là mình rửa qua bên trong này nha mọi người. Tại vì cái quả này nó hơi lớn rồi ấy mọi người nên là con sâu nó chui vào từ đây nó vào này mọi người. Đó. Mình thái ra xong là lát mình sẽ lại rửa qua
cho nó sạch bên trong nha mọi người. Tại vì quả này hơi to rồi nên là mình bắt buộc mình phải rửa. Nếu mà không rửa thì cái con sâu khi mình ăn vào sẽ bị đau bụng mọi người ạ. Mình sẽ cắt đôi ra nha. Mình sẽ cắt đôi ra đến khi nào mà xong thì thôi nhá. Ăn mình sẽ làm lắc, lắc siêu cay luôn. Làm gọi là món gì sung lắc nha mọi người, sung lắc siêu cay, nhưng mà tại vì cái đĩa này này mọi người, nó không có cái gì để mà vừa để đậy đậy lên bên trên để mà mình lắc ấy mọi người, nên là mình chỉ trộn trộn xào trộn lên thôi. Mình cho muối hảo với lại một quả chanh nha mọi người, quả chanh thế làm nó kiểu chua chua ấy mọi người, chua chua ngọt ngọt, nó sẽ ăn nó sẽ ngon hơn nha. Và bây giờ mình sẽ nếm thử miếng đầu tiên nhé, xin mời tất cả mọi người nhé. Không biết có nên ăn không nhỉ? Này lần đầu em ăn luôn. Ăn cũng ăn được, cũng ngon đấy. Cái này trên dân tộc của người bọn mình ấy mọi người, có một số người họ không biết ăn cái này đâu mọi người, tại vì họ không biết ăn cái này thật, bởi vì cái này nó ăn nó chát chát ấy mọi người. Bây giờ mình làm này nó cũng hơi hơi chát đấy mọi người. Mọi người xem nào. Này mình thấy mấy bạn ở dưới xuôi kia hay ăn cái loại quả sung này. Ăn được. Cay. Nhìn thấy nó ngấm hết vào bên trong rồi mọi người ạ. Ăn không? Không có, thêm đi. Chát. Cái quả nó hơi hơi lớn rồi mọi người, hơi to. Này em không thấy em kiểu nó mọc quả rất nhiều ấy, xong là kiểu họ ăn thì không ăn ấy, bán này không hái đi bán, thấy rất là phí, kiểu thấy nó để cho nó chín xong là nó rụng xuống dưới đất ấy mọi người. Nên là mình thấy rất là phí. Này cho họ bán ra tiền rồi chứ nhỉ? Bán thì cũng ra tiền chứ. Phí. Ngon hết. Ngon. Và vàng vàng. Ngon hết. Nay mình nói thật luôn, bởi vì dân tộc, tại vì trên miền núi này họ không biết ăn này đâu, ít ăn lắm. Lần trước em đi làm rồi kia em thấy họ lấy ăn suốt, mà em ăn thử thấy nó chát chát ấy, không nên ăn. Nó là cái mấy bác kia vẫn bảo ngon. Hôm nay mình thử làm thử em có mà vị nó vẫn không khác gì đấy đúng không? Này mình cho chanh vào nó đỡ chát hơn một tí rồi. Cay quá. Cay. Ăn món chát chát, món này chắc ăn được hết rồi. Ăn được hết không? Này hết, không hết được, nhiều quá. Wow, hay quá. À, giờ anh ăn. Giờ đấy. Mình sẽ ăn thử nhá, mời các bạn nhá. Đấy, ăn thử em ạ. Anh thấy ngon mà. Em thấy chát chát. Không, mà nó chát nhẹ thôi. Này, đúng dân tộc mình không biết ăn thật. Ừ. Mình... kiểu mình... chắc kiểu ăn lần đầu, lần hai nó chưa, gọi là chưa cảm nhận được sao. Tại vì là trước em ăn kia là em chấm súp kia là ăn nó còn chát hơn đấy.
Không, cái này có chanh rồi là nó đỡ rồi. Này quả hơi hơi lớn rồi này mọi người. Đó, hơi to rồi. Quả bé bé hơn một tí nó ăn sẽ ngon hơn. Tại vì quả nó lớn nên là bắt buộc mình phải bổ ra ấy, không bổ ra thì rửa qua ấy mọi người, không là có con sâu ấy. Sợ ăn có ăn phải con sâu thì nó đau bụng. Chua chua hay cay ngon mà. Cái này ngon. Mà mày bảo không ngon. Nào chát chát, anh thấy bình thường mà. Em thấy chát chát. Ngon. Chua cay à, sướng. Đây này. Phê chưa mọi người? Đấy. Súp này. Phê nha. Rất là ngon nha. Nào. Làm một miếng nữa. Làm một miếng nữa xem nào. Trường răng chưa ngốc được à. Ôi, anh nhiều, anh có quả mụn to nhờ. Mấy quả mụn này, to chưa? Đâu là một hẳn một miếng nữa nào. Nhanh nhiều nó hơi chát rồi. Kiểu nó nuốt hơi khó này. Đấy là anh làm mấy quả bé bé này đấy. Làm mấy quả bé đấy đi, miếng bé bé đấy. Đấy. Bé ăn hoặc là bé ăn ngon hơn. Thế mà. Bé nó ăn ngọt hơn đúng không? Ngọt hơn. Quả to nó ăn nó nhạt. Bé nó dễ chát hơn, quả to nó chát hơn. Nó với lại nó ăn nó nhạt hơn nhiều. À, ngọt hơn. Quả to nó nhạt. À, cay quá. Cay à? Thế bây giờ để em ăn nha. Đây này mọi người. Xem cái nước này, nước ớt này. Đấy, mình dầm ra. Đỏ lòm mọi người thấy chưa? Anh thấy đỏ không? Đấy. Ớt cay lắm ấy. Bảo sau nó cay thế. À. Ngon mà. Đời ăn phải chấm cái nước này ăn mới ngon mà. Là anh ăn không chấm cái nước này ăn không ngon đấy. À, mình cũng rất xin lỗi mọi người là bởi vì tuần này thì mình ít ra video cho mọi người xem ấy mọi người. Tại vì mùa này đang là mùa gặt mọi người. Bây giờ mình mới gặt xong để mình làm một cái clip cho mọi người xem ấy. Tại vì nọ thì gặt thì mình không có thời gian mọi người. Là không đi lên trên rừng hay là đi làm vlog cho mọi người xem được. À, và hôm nay mình ở nhà này mình cảm thấy cái quả này chú mình bỏ rất là phí là mình ăn hộ mọi người ạ. À. Quả nhiều cái đấy mà hái đi bán được nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm. Mày người ta bảo là mình rất biết ăn. Nào họ họ làm dầm nhỉ, ướp hay là dầm này. Em thấy họ anh ăn lần đầu anh chả biết được, thế nên làm cái này cũng được mà, cái này ăn cũng được mà. Ăn được một nửa này em ạ. Ăn được một nửa. Ui, nhà anh làm gà ấy, cứ kêu ầm ầm. Gà hàng xóm ấy. Gà hàng xóm. Nhà mình có nào thì con tay thôi. Wow, cay quá mọi người ạ. Thừa hai quả chanh mà. Hai mọi người. Hai ăn quả chanh, thử thách ăn quả chanh không biến sắc mặt, không kiểu không biến sắc thái nhỉ. Hai ăn không? Ăn một quả, em ăn một quả. Thử thách mày thử thách ra làm đi. Cắt ra. Bây giờ cả quả này ăn nó rất khó nên là mình sẽ cắt đôi ra nha mọi người. Không đau không à? Không đau rồi. Đấy. Đấy, mọi người nhá, xem nào. Chanh có chấm súp không? Đá ăn này chấm súp làm gì? Úi. Đá ăn này không phải không được chấm súp, thử thách xem có ăn có thành công không. Tại vì mình thấy trên mấy cái kênh YouTube ấy mình thấy mấy anh mấy chú ấy làm này này, ăn hay bếp. Bây giờ mình thử xem mình có tài năng như họ hay không. À. Bắt đầu nhé. À. Ăn được không này? Chua. Bà mình ngồi bên này, bà mình thấy buồn cười, bà còn cười ấy mọi người. Đây, bây giờ mình ăn thật này. Ăn kiểu chưa này chưa nhỉ? Chưa gì đã thay đổi sắc thái rồi. Mình bây giờ mình giữ im nhé, giữ im một sắc thái không đổi.
Thế bây giờ chơi như nào anh, chơi như nào, chơi mặt, chơi cứ bình thường hay là kiểu gì? Chơi cứ bình thường, mặt bình không thường. Nhăn nhó gì hết. Rồi. Ok nha, đây quả chanh còn nguyên vẹn, chẳng qua mình thái đôi ra cho nó ăn dễ mọi người. Đẹp, cái miếng trứng đấy. Còn một quả nữa, nửa quả. Hơi đắng mọi người. Cái hạt nó nhai. Nửa quả nữa. Xem ạ. Đâu? Cắn cả răng. Thấy nào được không? Anh cũng thấy được. Cứng đấy. Khá tỉnh. Rất tỉnh, đẹp trai. Đồ anh làm được nha em. Chua với lại đắng một tí nhưng mà không sao, mình nói cho là mình có tài năng đấy để mình ăn giống như họ. À. Còn một quả không? Anh ăn không? Không ăn nhá. À thôi, cái này chắc mình không ăn đâu mọi người, bởi vì ăn nhiều cái này thì tối mình không ăn được cơm đâu mọi người, nó sẽ bị ế răng đấy mọi người. Còn cái quả này mọi người, quả này thì mình chắc chỉ ăn được một nửa thôi mọi người, tại vì mình ăn nó, cái này nó rất là chát đấy mọi người, ăn chát thì mình nuốt xuống nó rất là khó chịu, nó không nuốt được nhiều ấy. Hôm nay con đấy này mình ăn được một nửa này, gọi là khá là ổn đấy mọi người, cho nên là mình để phần lát mình cho bố mẹ mình ăn thử xem như nào, mình sẽ để phần hai phần này, để phần này cho bố mẹ ăn xem, ăn làm nốt miếng ăn cũng được mà. Mình sẽ để phần này cho bố mẹ mình ăn á. Lại mình cũng có ăn được nữa mọi người ạ. Tại vì nó chát quá. Khá là ngon. Clip sau đi đâu rồi? Đi lên trên rừng hay là đi xuống hồ? Đi lên rừng. Lên rừng à? À, hay là clip sau mình đi lên trên thử thách 24 giờ trên đẹp đi. Được. Được. Nha, clip sau nha. Ở clip sau thì mình sẽ với anh Dũng mình đi lên trên lều và mình thực hiện một chuyến gọi là sinh tồn. À đâu, không phải sinh tồn đâu, thử thách 24 giờ ở trên lều xem mình có ở được hay không nhá. Và bây giờ thì quả thì mình ăn thì cũng không ăn được rồi. Và clip cũng khá là dài rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành một chút thời gian quý báu để theo dõi và xem video của mình. Và hẹn gặp mọi người ở clip sau nhá. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng mình sản xuất thật là nhiều video hay để mình gửi tới cho mọi người xem. Và tạm biệt mọi người nhé. Bye bye nhé.